Xin chào quý thầy cô. Trước hết xin được tự giới thiệu, tôi là Trần Thị Thu, là chủ biên của cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được thay mặt nhóm tác giả giới thiệu với các thầy cô cuốn sách này. Trong khuôn khổ thời gian cho phép, tôi xin được trình bày 5 vấn đề sau. Thứ nhất là giới thiệu khái quát về chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Thứ hai là nói về quan điểm, định hướng biên soạn sách giáo khoa. Thứ ba là cấu trúc của sách giáo khoa và cấu trúc chủ đề. Thứ tư là xin được giới thiệu các thầy cô cái những điểm mới, những điểm nổi bật về nội dung sách. Và thứ năm là giới thiệu về các cái học liệu hỗ trợ cho cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Sau đây xin được đi vào từng phần một. Thứ nhất là giới thiệu khái quát chương trình. Thì chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 được thực hiện trong 105 tiết trong một năm học, bao gồm 4 mạch nội dung với cái thời lượng dành cho mỗi mạch nội dung như sau. Mạch nội dung thứ nhất là hướng vào bản thân được thực hiện trong 42 tiết, chiếm 40%. Mạch nội dung hướng đến xã hội thực hiện trong 27 tiết, chiếm 25%. Mạch nội dung hướng đến tự nhiên thực hiện trong 15 tiết, chiếm 15%. Và hoạt động hướng nghiệp thực hiện trong 21 tiết, chiếm 20%. 4 mạch nội dung trên được thiết kế thành 9 chủ đề nối tiếp với chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 và được thực hiện qua 3 loại hình hoạt động, đó là sinh hoạt dưới cờ, là hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Vấn đề thứ hai xin được chia sẻ với thầy cô, đó là quan điểm định hướng biên soạn. Thì cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 của chúng tôi được biên soạn dựa trên các cái quan điểm định hướng chính như sau. Thứ nhất là phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh. Thì cùng với việc phát triển các cái năng lực phẩm chất chung, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 cần phát triển cho học sinh các cái năng lực đặc thù của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, đó là năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động và năng lực định hướng nghề nghiệp. Thực hiện quan điểm này, nội dung sách giáo khoa được chọn lọc kỹ càng, đảm bảo tính thiết thực nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển các cái phẩm chất, năng lực, hành vi, thói quen tích cực. Định hướng thứ hai là bám sát các cái yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7. Thứ ba là coi trọng đặc thù, vai trò, nhiệm vụ của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, đó là học qua trải nghiệm, là tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm cũng như thể hiện những cái trải nghiệm của bản thân. Đây là điểm nhấn rất là độc đáo, không thể trộn lẫn giữa cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với sách giáo khoa của các môn học cũng như là các hoạt động giáo dục khác. Để làm rõ vấn đề này, tôi lấy ví dụ như ở chủ đề 8 là chủ đề khám phá thế giới nghề nghiệp. Trong chương trình lớp 7, học sinh sẽ tìm hiểu, khám phá các cái nghề hiện có ở địa phương. Thì trong thực tế, ở mỗi địa phương có rất nhiều các cái nghề khác nhau. Và với đặc thù của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì sách giáo khoa không giới thiệu các cái nghề cụ thể mà yêu cầu học sinh lập và thực hiện dự án nghiên cứu tìm hiểu đặc trưng của các nghề ở địa phương. Qua trải nghiệm thực tế, học sinh sẽ tự xác định được các cái nghề hiện có ở địa phương, đồng thời thu thập, tìm kiếm được những thông tin cần thiết về đặc trưng của các nghề đang có ở nơi các em sinh sống. Định hướng thứ tư đó là đảm bảo tính tích hợp. Thì hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này được tích hợp với giáo dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường, với chương trình hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi tích hợp với nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục khác, đặc biệt là môn giáo dục công dân, môn lịch sử địa lý, môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở. Định hướng thứ năm đó là mở và linh hoạt. Thì chương trình và sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 được biên soạn theo định hướng mở, linh hoạt nhằm khuyến khích sự chủ động sáng tạo của giáo viên và của nhà trường. Thứ sáu là đảm bảo tính trình thể, sự nhất quán, phát triển liên tục qua các lớp nhằm giúp học sinh củng cố các kiến thức, kỹ năng, thái độ, các phẩm chất và năng lực học sinh đã được ở cấp tiểu học, ở lớp 6, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho học sinh tiếp tục tham gia có hiệu quả các cái hoạt động trải nghiệm ở lớp 8, lớp 9, cấp trung học cơ sở. Định hướng nữa đó là phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 7 và bám sát thực tiễn cuộc sống của học sinh. Thì ở đây các cái thông tin, các cái tình huống, các trường hợp điển hình rồi các trò chơi phải được lấy từ chất liệu của chính cuộc sống thực của học sinh và gắn bó với cuộc sống thực tiễn của các em. Em đã tham gia những hoạt động lao động nào tại gia đình? Trong số đó, hoạt động nào em thực hiện thường xuyên? Em đã chủ động sắp xếp hoạt động lao động tại gia đình như thế nào để thực hiện các nhiệm vụ học tập? Em có kế hoạch cụ thể về lao động tại gia đình không? Nếu có,
kế hoạch lao động tại gia đình của em đã được xây dựng như thế nào? Vấn đề tiếp theo xin được trình bày các thầy cô đó là cấu trúc sách giáo khoa và cấu trúc chủ đề. Trước hết nói về cấu trúc sách giáo khoa, thì sách giáo khoa được cấu trúc như sau. Đầu tiên là phần hướng dẫn sử dụng sách. Tiếp theo là lời nói đầu, mục lục. Và sau đó là đến phần nội dung sách, được gồm có 9 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là em với nhà trường. Chủ đề thứ hai là khám phá bản thân. Chủ đề thứ ba là trách nhiệm với bản thân. Chủ đề thứ tư là rèn luyện bản thân. Chủ đề thứ năm là em với gia đình. Chủ đề thứ sáu là em với cộng đồng. Chủ đề thứ bảy là em với thiên nhiên và môi trường. Và chủ đề thứ tám là khám phá thế giới nghề nghiệp. Chủ đề thứ chín là hiểu bản thân, chọn đúng nghề. Và ở cuối cuốn sách sẽ có phần một số thuật ngữ dùng trong sách. Phần thứ hai là về cấu trúc chủ đề, thì gồm có tên của chủ đề. Thứ hai nữa là mục tiêu của chủ đề. Thứ ba nữa là giới thiệu khái quát của chủ đề. Thì trong phần giới thiệu khái quát này sẽ có giới thiệu khái quát định hướng về nội dung sinh hoạt dưới cờ, định hướng nội dung sinh hoạt lớp và định hướng của hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thế sau đó thì đến cái phần hướng dẫn cái nội dung về hoạt động giáo dục theo chủ đề, thì sẽ đi theo các bước là bước khám phá, kết nối, bước thực hành, luyện tập và bước vận dụng. Và cuối chủ đề sẽ có cái hoạt động đánh giá. Thế sau đây thì xin giới thiệu với các thầy cô về những điểm mới, điểm ưu việt của sách giáo khoa. Thì cái điểm mới nhất ấy mà hiện nay chúng tôi thấy đó là cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nó là hoạt động giáo dục. Nhưng lần đầu tiên có sách giáo khoa, có sách giáo viên và có sách bổ trợ. Thứ hai là các hoạt động ở trong sách hoạt động trải nghiệm này được thiết kế theo cái mô hình lý thuyết học qua trải nghiệm vận dụng vào hoạt động giáo dục, bao gồm các bước là khám phá, kết nối, thực hành, vận dụng. Và mỗi bước đều được thể hiện rất rõ cái tính chất trải nghiệm ở đây. Ở cái bước khám phá, kết nối thì chúng ta thấy rằng học sinh sẽ được nhớ lại, sẽ được tái hiện lại những cái tri thức, những kinh nghiệm đã có liên quan đến chủ đề. Những tri thức kinh nghiệm này các em đã có được qua các môn học, rồi có được qua trải nghiệm thực tế. Thế rồi từ những cái tri thức kinh nghiệm đã có đó, các em sẽ kết nối để hình thành các tri thức kinh nghiệm mới. Và những tri thức kinh nghiệm mới này sẽ được vận dụng vào trong cái hoạt động thực hành. Thì học sinh sẽ vận dụng những tri thức kinh nghiệm mới để mà giải quyết các cái nhiệm vụ được giao. Và qua đó các em củng cố, mở rộng các cái tri thức kinh nghiệm các em đã lĩnh hội được. Và không dừng lại ở đấy, sẽ có cái hoạt động tiếp theo là hoạt động vận dụng. Sau giờ học thì học sinh sẽ vận dụng những các cái tri thức, những cái kinh nghiệm mới mà các em đã lĩnh hội được vào trong cái hoạt động thực tiễn ở gia đình, ở nhà trường, ở cộng đồng và ở xã hội. Thì qua đó các em hình thành các cái năng lực, các cái phẩm chất cho bản thân mình, cũng như hình thành các cái hành vi, thói quen tích cực cho mình. Đó. Điểm thứ ba là nội dung sách giáo khoa được thiết kế theo chủ đề. Và nội dung của các chủ đề này bám sát thực tiễn cuộc sống, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 7 và được thể hiện ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ vận dụng. Ở đây tôi xin được lấy ví dụ là ở cái chủ đề 3 là chủ đề trách nhiệm với bản thân. Thì trong này có cái nội dung là vượt qua khó khăn. Thì chúng ta thấy rằng học sinh nào cũng có những cái khó khăn nhất định trong học tập, có những cái khó khăn nhất định trong cuộc sống. Thì các em sẽ chia sẻ những cái khó khăn này, rồi các em sẽ chia sẻ cái cách khắc phục những cái khó khăn này. Và trên cơ sở đó các em sẽ xây dựng các cái kế hoạch để mà vượt qua khó khăn. Thì đây, tất cả những cái nội dung này là rất gần gũi với các em, và các em có thể vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Một điểm nữa rất là mới ở đây đó là các cái chủ đề được nối tiếp với các chủ đề của lớp 6 theo hướng phát triển đồng tâm và mở rộng. Điểm thứ năm là phương pháp, hình thức tổ chức các cái hoạt động rất là phong phú, đa dạng, mang tính mở và linh hoạt, thu hút được sự tham gia tích cực của học sinh. Các cái phương pháp này đó là ví dụ như phương pháp thảo luận, ví dụ như phương pháp xử lý tình huống, ví dụ như phương pháp sắm vai, phương pháp lập kế hoạch dự án và thực hiện kế hoạch, rồi phương pháp trò chơi. Tôi nói tính mở, linh hoạt là bởi vì ở đây các phương pháp đưa ra nó chỉ là gợi ý, và các thầy cô khi thực hiện là chúng ta cũng có thể là sử dụng, nhưng cũng có thể chúng ta thay đổi sao cho nó phù hợp với điều kiện thực tế. Và các hình thức dạy học ở đây thì không chỉ có dạy học ở trong không gian lớp học, mà các em còn được học ở ngoài hiện trường. Một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng rất tâm đắc với cái quyển sách này, đó là hình thức trình bày sách rất là đẹp, hấp dẫn,
sách được in 4 màu trên giấy trắng, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình. Vấn đề thứ 5 xin được chia sẻ với thầy cô đó là tài liệu hỗ trợ. Thì tài liệu hỗ trợ đối với cái sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 thì có 3 loại. Thứ nhất là sách giáo viên hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Thì sách giáo viên hoạt động trải nghiệm này sẽ có 2 phần. Phần thứ nhất là một số vấn đề chung, trong đó có giới thiệu về sách này, có giới thiệu nói về mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt của cái chương trình hoạt động trải nghiệm 7. Và thứ ba là định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động và đánh giá. Sau đó là phần thứ hai là phần hướng dẫn tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm cụ thể, bao gồm có cái hướng dẫn sinh hoạt dưới cờ, hướng dẫn hoạt động giáo dục theo chủ đề và hướng dẫn sinh hoạt lớp. Loại tài liệu bổ trợ thứ hai ở đây đó là sách bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Sách được biên soạn nhằm hỗ trợ cho học sinh hình thành các cái năng lực và phẩm chất theo yêu cầu cần đạt trong chương trình. Và các cái bài tập, các cái hoạt động trong sách này bám sát cái quy trình trải nghiệm trong sách giáo khoa. Nội dung sách tăng cường các cái hoạt động, các cái nhiệm vụ có tính trải nghiệm cho học sinh, và trong đó có rất nhiều tình huống đa dạng để cho học sinh nhận xét, đưa ra lời khuyên, sắm vai xử lý tình huống, vân vân. Trên cơ sở đó góp phần hình thành cái phẩm chất năng lực cho các em. Thế và loại tài liệu thứ ba bổ trợ đó là sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Có các cái học liệu được số hóa trên trang hành trang số và trang tập huấn của nhà xuất bản giáo dục. Và nhà xuất bản giáo dục cũng cam kết sẽ hỗ trợ giáo viên, hỗ trợ cán bộ quản lý giáo dục trong việc sử dụng các cái nguồn tài nguyên sách cũng như học liệu điện tử. Trên đây chúng tôi đã trình bày với các thầy cô một số nét khái quát về sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Thay cho lời kết, chúng tôi có thể khẳng định cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 đã được biên soạn công phu, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình biên soạn sách giáo khoa và đáp ứng tốt các cái tiêu chuẩn sách giáo khoa. Từ cấu trúc, nội dung, phương pháp, hình thức trình bày, thể hiện, từ kênh chữ đến kênh hình đều được cân nhắc, tính toán cẩn thận đến từng chi tiết để đảm bảo sao cho học sinh dễ học và thích học, giáo viên dễ dạy, đảm bảo được tính chuẩn mực, khoa học và hiện đại, đúng như slogan của bộ sách. Hy vọng cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 của chúng tôi sẽ trở thành người bạn đồng hành với các thầy cô và học sinh của mình trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh lớp 7 ở địa phương. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các thầy cô ạ.